Tiếp theo chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh và kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố. Sáng 16 tháng 1, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Tâm cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh có buổi tiếp xúc cử tri phường 4. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Tây Ninh báo cáo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri trong các lần tiếp xúc trước. Cử tri phường 4 kiến nghị lãnh đạo hai cấp tỉnh và thành phố quan tâm sớm thi công tuyến đường Nguyễn Văn Rốp để thuận tiện cho việc đi lại, đảm bảo an toàn giao thông. Cử tri cũng đề nghị Hội đồng nhân dân hai cấp quan tâm đề ra các giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế, đồng thời có biện pháp để thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố ngày càng phát triển. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã nhiều lần làm việc, thiếu sót những cái chỉ tiêu mà chúng ta chưa đạt được, thì đây là chúng ta Hội đồng nhân dân tỉnh phải tìm rõ ra những cái nguyên nhân, những lý do để chúng ta xác định lại. Tại vì Hội đồng nhân dân chúng ta là cái cơ quan chọn lọc, chọn lựa chính quyền, những người đứng đầu của chính quyền để thực hiện một cái nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân. Thì trong cử tri phường 4 cũng phản ánh một số tồn tại hạn chế trên địa bàn tỉnh và cả nước như tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng, giá cả nhiều mặt hàng, nhất là các mặt hàng thiết yếu tăng cao. Các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm của thành phố đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu và giải trình tại hội nghị.